Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của Shop Junmin. Hiện tại thì bên em đang set up một số đơn hàng ở hệ thống điện mặt trời hybrid có lưu trữ, bao gồm những máy biến tần hybrid của Lux Power bản 5kg, 6kg, rồi các dòng pin lưu trữ của SVE, PowerX và Hina. Thì nhân tiện trong video này, em sẽ chia sẻ đến mọi người báo giá công khai các dòng pin lưu trữ mà hiện tại bên em đang phân phối. Đợt này thì các pin lưu trữ đã được nâng cấp bảo hành lên. Đợt trước thì có những dòng phổ thông bảo hành 3 năm, nhưng từ video này thì bên em sẽ làm dòng cao cấp bảo hành 5 năm và bảo hành 10 năm cho khách hàng yên tâm sử dụng nhé. Thì trong cái vấn đề mà đầu tư hệ thống lưu trữ ấy, mọi người thường cân nhắc giữa việc sử dụng acquy và pin lithium, thì em khuyên chân thành mọi người là nên đầu tư được dòng lithium và những dòng có giao tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn so với việc chúng ta sử dụng acquy. Giá thành thì nó có thể cao hơn một chút, nhưng mà chúng ta yên tâm sử dụng, nó nạp xả đầy đủ dung lượng và bảo hành dài hơn, chu kỳ sử dụng lâu hơn. Nên là anh em đầu tư những cái dòng pin lưu trữ này. Hôm nay bên em chia sẻ đến mọi người là có 4 mẫu. Thì trong đó có PowerX 5K là bản mới nhất vừa về bên em. Tiếp theo là SVE. SVE thì có gắn tủ và treo tường này, bản gắn tủ này, bản treo tường. Và dòng pin Hina. Hina và PowerX thì cũng khá là mới. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cái phần báo giá công khai luôn. PowerX 5K này hiện tại đang có giá bán ra cho mọi người là 24.500.000, đã bao gồm chi phí vận chuyển và tặng kèm dây nguồn lớn. Đây, dây nguồn để đi theo từ tủ qua máy, từ pin lưu trữ qua tủ và từ tủ qua máy này, thì dây 16 bên em sẽ tặng kèm cho khách hàng. PowerX 5K, tất cả các pin ở đây thì đều là dung lượng là 51.2V và 100Ah mọi người nhé. Bản PowerX 5K thì nó gần giống với bản SVE gắn tủ, nhưng mà nó trang bị thêm cái màn hình lại giống như bản treo tường. Thường thì những cái dòng treo tường mới có thêm cái màn hình này, còn trên PowerX 5K thì đã có thêm cái phần màn hình này, nâng cấp cải tiến hơn so với bản gắn tủ của SVE, nhưng mà giá thành thì lại thấp hơn. Để chúng ta có thể tham khảo để đầu tư dòng PowerX 5K này. Còn anh em thích cái phân khúc ổn định và nhiều khách hàng sử dụng nhiều năm về trước rồi ấy, thì có thể tham khảo SVE nhé. SVE thì cũng khá là nhiều khách hàng lựa chọn để sử dụng rồi. Bản gắn tủ SVE thì đang có giá là 28.000.000 này, cũng tặng kèm dây nguồn lớn và miễn phí vận chuyển. Còn SVE treo tường thì đang có giá là 29.000.000. Đây, treo tường thì nó thêm màn hình này này, thiết kế thẩm mỹ hơn nên giá thành nó cao hơn bản gắn tủ 1.000.000 là của SVE. SVE 5000WM này, 51.2V, 100Ah thì nó sẽ lưu được là 5,12 kWh. 16S, bên em làm pin lưu trữ cho hệ thống hybrid thì sẽ giữ sử dụng pin 16S. Một số đơn vị thì người ta có thể làm pin 15S thì giá thành nó sẽ giảm hơn, nhưng mà cái dung lượng lưu trữ nó chỉ được 4,8 kWh thôi. Còn pin này là 5,12 kWh. Đây, màn hình nó báo này, SOC này, điện áp này, rồi điện áp từng cell, thông số điện áp từng cell đây. Thì cái này đã được nâng cấp ở trên cả bản PowerX 5K này. Đây, mọi người có thể theo dõi màn hình của PowerX 5K nhé. Nó không khác gì cái bản treo tường kia cả. Đây, chúng ta sẽ xem được điện áp từng cell đây. Đó, cell số 1 đến cell số 16 này. 1 đến 16. Còn SVE gắn tủ và Hina gắn tủ này thì không có. Riêng cái dòng Hina này thì là sản xuất chuyên dụng cho Lux Power, là công ty con của Lux Power sản xuất dòng Hina này, nên nó sẽ được bảo hành gấp đôi so với các dòng pin phổ biến trên thị trường, là nó sẽ được bảo hành lên tới 10 năm. Tuy nhiên thì giá thành nó cũng cao hơn tất cả. Hina hiện tại đang có giá là 29.500.000 cho bản Hina treo tường, bản Hina gắn tủ này. Hiện tại chưa có bản treo tường, đang có bản gắn tủ này, 29.500.000. Còn SVE treo tường là 29, SVE gắn tủ là 28. Còn cái này cũng là bảo hành 5 năm như SVE, trang bị thêm màn hình, giá chỉ có 24.500.000. Thì cũng đã có một số khách hàng đang đầu tư PowerX 5K này, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, sử dụng lõi cell EVE chất lượng cao, nên là anh em cũng yên tâm sử dụng. Và bên em cam kết bảo hành cho khách hàng trong vòng 5 năm sử dụng. Tuổi thọ của nó thì lên tới 15 năm, chu kỳ nạp xả từ 5.000 lần đến 6.000 lần. Thì anh em yên tâm sử dụng. Các dòng pin bên em đang phân phối thì đều giao tiếp với cả các dòng hybrid trên thị trường hiện nay, đặc biệt là giao tiếp sâu với Lux Power và Dyer, hai dòng hybrid phổ biến hiện tại đang được anh em ở Việt Nam lắp đặt cho hệ thống điện mặt trời nhà mình rất là nhiều. Thì em chia sẻ lại giá một lần nữa trong video ngày hôm nay nhé. Khi mà anh em mua kết hợp với các hệ thống điện mặt trời thì chúng em sẽ linh động giảm giá một chút cho khách hàng để chúng ta có thể đầu tư hiệu quả hơn.
Hiện tại giá pin mặt trời và máy biến tần cũng đang rất là tốt rồi, thì giá pin lưu trữ đợt này còn tốt hơn, thì em sẽ chia sẻ với mọi người. Powerx 5K 24.500, SV gắn tủ là 28 triệu, SV treo tường là 29 triệu, còn Hina là 29.500. Riêng Hina là bảo hành 10 năm, còn ba dòng này thì bảo hành 5 năm. Đợt trước thì bên em có làm những dòng phổ thông như EVE hoặc là Eco Lithium bảo hành 3 năm, nhưng mà bây giờ thì nâng cấp lên tất cả các dòng đều bảo hành 5 năm để cho khách hàng yên tâm sử dụng. Rồi anh em quan tâm cần được tư vấn sâu hơn ấy, thì có thể liên hệ qua Zalo 0382124123 hoặc là 0375122365 mọi người nhé. Video này chỉ đơn thuần giới thiệu và báo giá các dòng pin lưu trữ bên em đang phân phối như vậy. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.